Chào mừng các bạn đến với kênh Ngày Này Năm Ấy. Các bạn thân mến, có một bài hát mà chỉ cần nhắc đến thôi là đủ để khơi gợi trong lòng những người thuộc thế hệ 8X hay đầu 9X cả một bầu trời ký ức. Chỉ cần nghe thấy giai điệu của bài hát ấy thôi, ta sẽ hình dung ra cả một thời kỳ huy hoàng của dòng nhạc teen pop. Vâng, đó chính là Baby One More Time của Britney Spears. Baby One More Time đánh dấu sự xuất hiện của Britney trên bản đồ âm nhạc thế giới. Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày một vì sao vụt sáng, một đế chế của văn hóa đại chúng được sinh ra. Và ngày hôm nay, nhân dịp sinh nhật Britney Spears, chúng ta sẽ cùng ở đây để nhìn lại cuộc đời đầy thăng trầm của nàng công chúa thuở nào. Nàng công chúa ấy có những lúc tưởng chừng như đã đánh rơi vương miện trong những cú trượt dài sau ánh hào quang. Nhưng dù cuộc đời quá nhiều biến động, thì đến bây giờ, có vẻ như Britney Spears đã dần đón được ánh nắng sau những cơn mưa. Cô bé với tài năng thiên bẩm. Britney Spears sinh vào ngày 2 tháng 12 năm 1981 tại Macomb, Mississippi, Mỹ, là con thứ hai của Lindy Irene Bright và James Parnell Spears. Những anh chị em của cô trong gia đình gồm có Brian James và Jamie Lynn. Vào năm 3 tuổi, cô bắt đầu tham dự các lớp học nhảy tại quê nhà của mình và xuyên suốt thời thơ ấu, cô cũng tham dự các lớp thể dục và luyện thanh. Britney đã giành chiến thắng tại nhiều cuộc thi cấp nhà nước và những chương trình tài năng cho trẻ em lúc bấy giờ. Cô có màn trình diễn trên sân khấu lần đầu tiên tại địa phương của mình lúc 5 tuổi tại buổi lễ tốt nghiệp mẫu giáo của cô. Năm 8 tuổi, Britney và mẹ đã đến Georgia để tham gia một buổi thử giọng cho The Mickey Mouse Club. Đội ngũ casting đã từ chối cô vì quá nhỏ, nhưng lại giới thiệu cô với Nancy Carson, một nhà tìm kiếm tài năng của thành phố New York. Carson đã rất ấn tượng với giọng hát của Britney và đề nghị cô ghi danh tại trường nghệ thuật Professional Performing Arts. Lời đề nghị được đồng ý và ngay sau đó, Britney cùng mẹ chuyển đến New York. Britney bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp lần đầu tiên với vai trò diễn viên đóng thế. Cô cũng xuất hiện trên chương trình truyền hình nổi tiếng Star Search dưới vai trò thí sinh và được chọn tham gia vào một số quảng cáo. Đến tháng 12 năm 1992, cô cuối cùng đã trúng tuyển vào đội hình chính thức của The Mickey Mouse Club và hoạt động cho đến năm 1996. Sau khi chương trình này kết thúc, cô trở về Mississippi. Tháng 6 năm 1997, Britney Spears bắt đầu hành trình gửi các bản thử giọng của mình đến các hãng đĩa với hy vọng rằng sẽ được gia nhập vào một nhóm nhạc nào đó. Có 3 trong 4 hãng đĩa đã từ chối cô. Nhưng thật may mắn vì chỉ là 3 trên 4 chứ không phải là tất cả. Sau khi nhận thấy giọng hát của Britney là hiếm hoi, hãng đĩa Jive Record đã tổ chức một buổi đánh giá với cô và đồng ý ký kết hợp đồng. Đây chính là thời điểm đánh dấu cho sự xuất hiện của một ngôi sao trong làng âm nhạc toàn cầu. Ngày 12 tháng 1 năm 1999 chính là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp Britney Spears khi cô phát hành album phòng thu đầu tay Baby One More Time. Nó đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và được chứng nhận 2 lần đĩa bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ sau 1 tháng. Trên thị trường quốc tế, album đứng đầu các bảng xếp hạng thuộc 15 quốc gia và bán được hơn 10 triệu bản trong năm đầu phát hành. Tính đến nay, album đã bán được 30 triệu bản trên toàn thế giới và là một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại. Bài hát chủ đề được phát hành như là đĩa đơn đầu tiên cho album. Đĩa đơn này bán được 500.000 bản trong ngày đầu phát hành và đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 2 tuần liên tiếp. Tính đến nay, nó đã bán được hơn 10 triệu bản trên toàn cầu, trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Baby One More Time sau đó đã nhận được một đề cử giải Grammy cho trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất. Bài hát cũng đứng đầu bảng xếp hạng tại Vương quốc Anh và trở thành đĩa đơn tiêu thụ nhanh nhất trong lịch sử bởi một nữ nghệ sĩ với hơn 460.000 bản được tiêu thụ trong tuần đầu. Nó sau đó đã trở thành bài hát thành công thứ 25 trong lịch sử bảng xếp hạng Anh quốc.
Britney cũng là nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất có một đĩa đơn đạt doanh thu triệu bản tại đây. Sau thành công của Baby One More Time, Britney Spears thừa thắng xông lên, liên tiếp tung ra hàng loạt track gồm Sometimes You Drive Me Crazy, Born to Make You Happy hay From the Bottom of My Broken Heart. Hình ảnh một cô gái tuổi tin tóc vàng, xinh đẹp như nàng công chúa, cùng nụ cười tươi rạng rỡ đã trở thành một hình mẫu thời thượng nhất của giới trẻ cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000. Với sự phổ biến trong cả âm nhạc và hình ảnh, Britney Spears được công nhận là người có ảnh hưởng đến sự hồi sinh của dòng nhạc teen pop vào cuối thập niên 1990. Nhạc pop trước đó vốn đã có nhiều tượng đài như Michael Jackson, Madonna, Celine Dion, nhưng tới Britney Spears thì khái niệm teen pop mới được định nghĩa. Chỉ hát những ca khúc với phần lời ca nói về tâm tư tình cảm của thanh thiếu niên, với những nỗi buồn rất trẻ con, những giận hờn vu vơ của tuổi dậy thì và cả những lời tỏ tình xến xẩm. Nhưng Britney đã tạo dựng được một lượng fan đông đảo, thậm chí còn hơn cả các bậc cha chú trong làng nhạc pop. Đến tháng 5 năm 2000, Britney Spears phát hành album phòng thu thứ hai mang tên Up I Did It Again. Album này nhanh chóng bán được 1,3 triệu bản và phá vỡ kỷ lục của SoundScan về doanh thu tuần đầu cao nhất từ trước đến nay của một nghệ sĩ nữ. Album đã bán được hơn 25 triệu bản trên toàn thế giới tính đến nay và lại một lần nữa, album của Britney trở thành một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại. Cũng trong năm này, Britney đã có một tour diễn đầy thành công và ra mắt cuốn sách đầu tiên của mình. Cô bắt đầu ký những hợp đồng quảng cáo thương mại trị giá nhiều triệu đô la, những album liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng và phá vỡ nhiều kỷ lục, cùng những chuyến lưu diễn với doanh thu ngất ngưởng. Thậm chí, cô còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh. Đến lúc này, khi đã trở thành hiện tượng toàn cầu, Britney Spears được truyền thông ưu ái đặt cho danh hiệu công chúa nhạc pop. Đến nay, sau 20 năm, vương miện công chúa vô hình này vẫn chưa có ai vượt qua được, dù không thiếu những ca sĩ nữ thành công sau này. Trong 20 năm hoạt động âm nhạc, Britney Spears đã ra được tới 9 album và sở hữu 10 tour diễn vòng quanh thế giới mà vé cứ bán ra là cháy. Những thành công trong sự nghiệp của cô đã được ghi nhận bởi tạp chí Forbes. Năm 2002, Britney Spears được xếp hạng là ngôi sao quyền lực nhất thế giới. Sách kỷ lục Guinness Thế giới cũng đã vinh danh cô là người được tìm kiếm nhiều nhất trong cả thập kỷ. Thời gian trôi qua, âm nhạc thế giới thay đổi liên tục, nhưng Britney Spears vẫn đang là biểu tượng không thể thay thế. Những gì cô cống hiến đã thực sự làm thay đổi cả nền âm nhạc toàn cầu. Britney năm nay đã bước sang tuổi 40, nhưng chẳng một ai ngừng gọi cô là công chúa. Bởi đơn giản, ánh hào quang rực rỡ ở những năm tuổi 20 của Britney quá mạnh mẽ, đến nỗi dường như chẳng điều gì có thể khiến nó tắt đi. Cuộc sống cá nhân của cô dẫu có lúc thăng trầm, nhưng âm nhạc của cô thì trường tồn và mãi mãi ngự trị ở đỉnh cao của thế giới. Những cú trượt dài trong ánh hào quang. Như đã nói từ đầu chương trình, Britney Spears thành công từ rất sớm, nhưng cuộc đời cô không chỉ có hoa hồng và mật ngọt. Từ những đổ vỡ tình cảm, từ cá tính nổi loạn và cả từ ảnh hưởng của ánh hào quang đến quá sớm, Britney dần dần đã có những bước trượt dài trong đời sống cá nhân. Trong giai đoạn đầu mới nổi tiếng, Britney Spears có chuyện tình đẹp như mơ với Justin Timberlake. Cả hai được ví như công chúa với hoàng tử của làng nhạc pop vì ngoại hình quá cân xứng, lại còn từng sinh hoạt chung trong câu lạc bộ The Mickey Mouse Club khi còn bé. Nhưng chẳng giống như cái kết trong các câu chuyện cổ tích, công chúa Britney và hoàng tử Justin cuối cùng đã chia tay nhau. Trong khi Britney im hơi lặng tiếng, chỉ phát hành một ca khúc Every Time như lời xin lỗi, thậm chí bật khóc khi được hỏi về Justin trên truyền hình, thì phía bên kia, Justin lại không ngừng đem cô ra bàn tán suốt nhiều năm sau khi hai người chia tay. Sau khi chia tay Justin Timberlake, Britney bắt đầu thay đổi phong cách cả về đời sống lẫn âm nhạc.
Cô lao vào yêu đương với nhiều mối tình ngắn ngủi, bắt đầu táo bạo hơn về trang phục biểu diễn, hát những bài hát có ca từ bạo liệt và nhạy cảm hơn. Lâu đài cổ tích màu hồng bắt đầu ngả màu khi công chúa trưởng thành. Công chúa nhạc pop thậm chí còn có màn hôn đồng tính với nữ hoàng nhạc pop Madonna trên sân khấu lễ trao giải Video Music Award 2003, gây tranh cãi suốt một thời gian dài. Đỉnh điểm nổi loạn của Britney chính là cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn 55 tiếng vào năm 2004 khi Britney mới 23 tuổi. Jason Alexander, người bạn từ thuở thơ ấu, trở thành người chồng đầu tiên của cô. Trong lúc hứng chí sau một đêm tiệc tùng ở Las Vegas, cả hai lái xe thẳng tới một nhà thờ nhỏ để làm lễ cưới. Cũng trong năm đó, công chúa lại khiến các fan hâm mộ đau tim khi một lần nữa kết hôn. Chú rể lần này lại là một anh chàng vũ công tầm thường, Kevin Federline, đã có một đời vợ và con riêng. Chuyện tình không hề môn đăng hộ đối này vốn không được người hâm mộ ủng hộ. Nhưng trong đám cưới mùa hè năm 2004, khi Britney xuất hiện với mái tóc nâu là màu tóc thật của cô, trong chiếc váy trắng và cười rạng rỡ, các fan đã tin vào một hạnh phúc trọn vẹn cho thần tượng. Nhưng không, năm 2007, Kevin và Britney nộp đơn ly dị. Cũng từ đó, cô chính thức rơi vào thời kỳ khủng hoảng nhất với những hành vi như cạo đầu, tấn công cảnh săn ảnh, nhốt hai con trai mình vào phòng tắm, dùng ma túy. Với những bất ổn về mặt tâm lý, Britney Spears đã mất quyền giám hộ hai con. Đây có thể được xem như giai đoạn đen tối cùng cực trong cuộc đời Britney. Có cảm giác như cô luôn ở trong tình trạng cô đơn, bất lực và muốn nổi loạn. Những tưởng lúc này, âm nhạc sẽ là cứu cánh duy nhất của cuộc đời cô. Nhưng thật tiếc, màn tái xuất của Britney để quảng cáo album Blackout cũng bị chê bai là lười biếng, hời hợt. Dù sau này, đây được coi là một trong những đĩa nhạc xuất sắc nhất của giới mainstream. Phải đến một năm sau đó, người hâm mộ mới thở phào khi thấy công chúa nhạc pop xuất hiện trở lại tươi tắn hơn, tự tin hơn và trên hết là đã làm chủ cuộc đời mình. Các album Circus năm 2008 và Femme Fatale năm 2011 nối tiếp nhau ra mắt, đem về cho Britney những thành công lớn nhất kể từ sau Baby One More Time. Đĩa đơn Womanizer lúc này càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Đây được xem là ca khúc đột phá trong album Circus. Về đời tư, cô vẫn tiếp tục có những mối tình thoáng qua làm tốn giấy mực của truyền thông với những sao nam như nhiếp ảnh gia Anand Galip, quản lý Jason Chadwick, David Lucado, nhà sản xuất Charlie Ebeson. Đến năm 2016, Britney đồng ý hẹn hò với Sam Agari sau khi hợp tác chung. Lúc ấy, công chúa đã bước sang tuổi 35, còn chàng chỉ là gã vũ công vạm vỡ 22 tuổi. Mối tình phi công trẻ cùng công chúa nhạc pop từng là đề tài bàn tán của giới truyền thông. Thế nhưng đến nay, mối quan hệ của họ được cho là vẫn tốt đẹp. Vụ kiện tụng chấn động và hành trình gần 14 năm không có tự do. Ngày 12 tháng 11, Tòa án thành phố Los Angeles thông qua phán quyết chấm dứt quyền bảo hộ đối với Britney Spears, trả tự do cho ca sĩ nhạc pop sau gần 14 năm chịu sự giám hộ về mặt tài chính và cuộc sống từ người bố ruột. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ sẽ giành lại được quyền kiểm soát tài sản của mình và không phải chi trả thêm chi phí cho luật sư và chuyên gia để giám sát công việc của cô. Phán quyết chấm dứt quyền bảo hộ đối với Britney Spears được xem là một chiến thắng phi thường bởi cô đã mất hơn một thập niên để được sống cuộc đời của chính mình. Trước đó, vào tháng 6 năm 2021, Britney Spears gây chấn động toàn thế giới khi lần đầu tiên lên tiếng về việc bị cha đẻ Jamie Spears giám hộ và tước quyền tự do cá nhân. Kể từ tháng 2 năm 2008, Britney bị đặt dưới quyền bảo hộ tạm thời của ông Jamie về đời sống cá nhân. Theo đó, cô không có quyền tự do tài chính, không được đi bầu cử, không được phép lái xe, không được thoải mái yêu đương, cũng không được sở hữu điện thoại di động. Quyền bảo hộ này ban đầu là tạm thời, nhưng sau đó được đổi thành vô thời hạn để Britney có thể đi lưu diễn dưới con mắt quản thúc sát sao của người thân.
Đối mặt với tình trạng bị bảo hộ mà thực chất là bị quản thúc này, Britney Spears đã có những động thái vô vọng để lấy lại tự do cho mình. Cụ thể, ngay từ năm 2008, sau khi việc bảo hộ được thực thi, cô đã cố thuê cho mình một luật sư riêng, đồng thời nhờ cậy bạn bè tìm cách giúp mình nới lỏng lệnh quản thúc. Tuy nhiên, không một nỗ lực nào của cô cho ra kết quả. Thậm chí, tất cả những diễn đàn người hâm mộ hay chương trình đưa tin về chuyện bảo hộ của Britney đều bị xóa kiện hoặc phải cắt hết những đoạn đề cập đến việc này. Nghiêm trọng hơn nữa, vào năm 2010, Britney tiếp tục suy sụp khi biết lệnh bảo hộ sẽ kéo dài vĩnh viễn và có những hành động tương tự như cuộc khủng hoảng năm 2007. Vậy nhưng, thay vì được giới truyền thông đưa tin và công chúng để ý, thì lần này, mọi rắc rối cô trải qua đều bị chính những người xung quanh bưng bít, không cho dư luận hay biết chút gì. Nhiều người hâm mộ của nữ ca sĩ đã đặt câu hỏi về quyền giám hộ trong nhiều năm và phong trào Free Britney đã diễn ra vào đầu năm 2019 với các cuộc biểu tình ngày càng tăng diễn ra bên ngoài tòa án. Nhưng áp lực chấm dứt quyền giám hộ chỉ thực sự tăng lên vào đầu năm 2021 với việc phát hành bộ phim tài liệu Framing Britney Spears và khi bản thân ngôi sao yêu cầu được nói chuyện trước tòa công khai để cả thế giới nghe về câu chuyện của cô. Có lẽ đây chính là động thái trực tiếp ảnh hưởng rất lớn đến phán quyết của tòa. Phản ứng đầu tiên của Britney Spears sau phán quyết là cảm ơn người hâm mộ của cô. Cô viết trên Instagram như sau: "Tôi yêu người hâm mộ của mình rất nhiều, mọi thứ thật điên rồ. Chắc tôi sẽ khóc trong cả ngày hôm nay, ngày tuyệt vời nhất." Thật khó có thể tin nổi, một ngôi sao quyền lực như Britney lại phải chịu cuộc sống không có tự do trong hơn một thập kỷ. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện có lẽ cũng đã qua và cô đang được hưởng những tháng ngày hạnh phúc hơn khi quyền bảo hộ đã được dỡ bỏ. Cả thế giới, đặc biệt là những fan hâm mộ của công chúa nhạc pop, dường như đã có thể thở phào nhẹ nhõm và hy vọng về một tương lai bình yên hơn cho Britney. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Có theo dõi những thăng trầm trong cuộc đời Britney Spears mới thấy, dù là ai cũng sẽ có những góc khuất của riêng mình. Đỉnh cao danh vọng đôi lúc không đồng nghĩa với hạnh phúc và bình yên. Nhưng điều quan trọng là hãy luôn đấu tranh để được sống đúng như mình mong muốn, làm chủ cuộc sống của chính mình. Có như vậy, ta mới có thể thanh thản và hạnh phúc trọn vẹn. Hy vọng rằng tương lai sắp tới sẽ là một trường khác trong cuộc đời Britney, nơi có nhiều hơn tình yêu thật sự của gia đình, bạn bè, người thân. Và biết đâu đấy, chúng ta lại sẽ tiếp tục được thưởng thức những sản phẩm âm nhạc mới của nàng công chúa kỳ lạ này, đúng không các bạn?